cả về thể chất, tinh thần cũng như kiến thức và kinh nghiệm sống luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên thế giới. Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1989 đã khẳng định trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi và phải đặt lợi ích tốt nhất của chúng trong mọi hoạt động lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi đất nước phát triển thì ngày càng nhiều những tác động xấu ảnh hưởng đến đối tượng này. Thêm vào đó, khi tham gia vào quá trình tố tụng, chúng hoàn toàn có thể phải chịu những tác động tiêu cực từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng, báo chí và dư luận xã hội. Vì thế, để bảo vệ bị hại là người dưới 18 tuổi khỏi những tổn thương, chồng chất tổn thương, chúng ta cần có một thiết chế mạnh mẽ và sự quan tâm đúng mực đối với đối tượng này. Quay ngược về quá khứ, dưới thời Trung Cổ, khi mà hệ thống tư pháp nạn nhân còn tồn tại, các nạn nhân tự xử lý các vấn đề của mình dựa trên hệ thống hình phạt được xã hội thừa nhận và là đối tượng thụ hưởng của các khoản chi trả. Dần dần, hệ thống tư pháp nạn nhân sụp đổ và được thay thế bởi hệ thống tư pháp hình sự với một bản chất khác. Tư pháp hình sự tập trung vào việc xử lý người phạm tội, chủ yếu giải quyết mối quan hệ pháp luật giữa nhà nước và người phạm tội. Nạn nhân không có gì hơn là nhân chứng cho nhà nước, chỉ được coi như một phần mang tính chất phụ giúp. Trong tương lai, chúng ta không thể sử dụng duy nhất một hệ thống nào trong hai hệ thống tư pháp nêu trên để đồng thời đảm bảo quyền của bị hại trong mối quan hệ với người bị buộc tội và quyền của người bị buộc tội trong mối quan hệ đối trọng với nhà nước. Bởi hai hệ thống nói trên có bản chất và cơ sở luận khác nhau. Trước tình hình đó, xu hướng chung hiện nay trong việc cân bằng những lợi ích của các chủ thể trên là vận dụng mô hình tư pháp phục hồi. Bản chất của mô hình này là nhằm nâng cao vị thế của nạn nhân của tội phạm và cho họ có cơ hội bày tỏ đầy đủ nguyện vọng của mình thông qua chương trình hòa giải điển hình giữa nạn nhân và người phạm tội. Đây là một mô hình mà nhóm tác giả cho rằng chúng ta cần có một sự quan tâm nghiên cứu đúng mực hơn nữa để có thể giải quyết một cách tốt nhất các vấn đề còn tồn tại mà hiện nay hệ thống tư pháp hình sự chưa thể giải quyết trọn vẹn. Trên cơ sở lý luận trên, đề tài hướng đến sự hoàn thiện quy định của pháp luật về chế định bảo vệ bị hại là người dưới 18 tuổi. Cụ thể là sự phân tích chuyên sâu 4 vấn đề thông qua trục so sánh giữa hướng dẫn của Liên Hợp Quốc và quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Mời các bạn đón đọc đề tài của chúng mình để biết thêm chi tiết nhé!